giáp nhà này mình quyết chứ. Nào, mình dậy lúc nào phải đi chặt bương về thay lại thôi. Dạ. Dạ. Sáng này nó mệt mỏi thế nhỉ. Rồi, nhưng mà không phải từ từ. Anh chẳng biết xuống bên đấy. Đấy, tầm này thôi. Rồi, ok. Đấy. Tháo cái giáp đấy ra đi, lắp vào.
ra được. Nằm thì phát êm thế làm sao đợi. Ui, nằm thì bát tí tí về lên xem thử cây sâu mốc hôm trước mình lấy củi gặp nhỉ, chắc bây giờ to vậy, tí lên xem thử. Được đấy, chắc lớn nhiều đấy. Nói ra đi. Úi xù, con to đùng. Đây em ơi. Úi đây đây, đây đây đây. Đấy. Hết cái chỗ nó ăn rồi. Ôi, được cả tổ à, được cả tổ cả đấy nhiều rồi. Ôi ôi nạt như đấy hết. Em vào lấy cây chuối dưới này đây nhé. Ừ, vào lấy đi. Anh ngồi đây chờ. Ừ, mình. Này mà tầm 50 cân nhỉ. Bằng gậy tôm cũng không. Em mà vào trời này lại sắp mưa rồi đấy. Thì em lấy cái gì ra để bốc cái ngô và đổ vào cái giường mình ấy. Tí tối mưa một cái thì bốc cái ngô.
Trời lại sầm xì tối mưa rồi. Cán để đang nó to lại mưa. Chắc chín rồi. Ôi thơm quá, chín rồi. Lấy bát đi. Chiên thôi. Chi mày còn đi chặt trời sau móc về sớm nữa không đi. Đi ngủ lấy vào.